Chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại với chương trình lắp ráp cùng Robohub. Đến với tập 3 ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một loại chuyển động mới. Đó là chuyển động bằng 6 chân thông qua robot dế mèn. Không để các bạn nhỏ phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào bài thôi. Các bạn nhỏ hãy nhớ soạn đồ để việc lắp ráp được thuận tiện hơn nhé. Để robot hoạt động được thì không thể thiếu bước lắp pin vào động cơ, đúng không nào? Bắt đầu, chúng ta sẽ lắp phần chân cho robot. Do đây là dạng chuyển động mới nên cấu tạo chân của chú dế mèn này sẽ phức tạp hơn một chút. Các bạn nhỏ hãy nhớ quan sát kỹ càng nhé. Vậy là phần chân của robot dế mèn đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước lắp thân và râu nha. Cuối cùng, các bạn nhỏ chỉ cần gắn hai mắt vào robot là ta đã có một chú dế mèn phiêu lưu ký hoàn chỉnh rồi. Wow, các bạn nhỏ đã rất xuất sắc hoàn thành bài lắp ráp ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình lắp ráp cùng Robohub cũng xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những tập tiếp theo nha.